Thì hồng tết mà vành gốc 90, vành thân 65, thoát 4 mét bay nhỉ. Nó nghiêng thì năm nay quả không nhiều. Năm nay tất cả các loại cây nó hạn thế nào? Và quả này đến tháng 2 mà phải không? Tháng 2 âm lịch ý. Nó cứ treo và gọi là hồng chơi tết mà. Thoát 4 mét các bạn nhỉ. Cái này lấy ra nhiều công, này phải thuê một đội quân có xe nuôi ở đây. Hôm nay quả ít thật. Nó phải có chăm sóc. À. Người ta chuyên môn nên nó chăm sóc. Quả nó khá nhiều. Nó em mua được cây trong cái quả to lắm nhiều. Nhiều tiền á? Em mua trong Đô Lương, một cây nó thấp kìa. Mua lên qua thợ đấy nhá. À. Cây này anh nào có cái kiểu trồng nó bay bay như này này, phù hợp cây này, phù hợp. Và cái chùm 3-4 quả này. Hồng thạch thất đấy các bạn nhé. À, hồng giòn đấy, gọi là hồng đần đồng ấy. Quả đây. Vào chim nó về nó ăn đã ấy. Đây, chồng bay ở cổng. Ok.